vâng các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi khám phá và cùng tìm hiểu lễ cấp sắc của Dao Áo Dài ở xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang quý vị nhé. Hôm nay mình sẽ đưa những thông tin hình ảnh của lễ cấp sắc. Đây là phần lễ thượng đài và cũng như là hạ đài, một trong những phần rất là đặc sắc và ý nghĩa của lễ cấp sắc người dân tộc Dao. Hôm nay mình sẽ đưa cùng với các bạn trải nghiệm là chủ yếu là phần thượng đài, có ý nghĩa là sẽ là sau khi mà hạ đài xong ấy thì sẽ là cấp bằng chứng chỉ công nhận cho người được cấp sắc, từ nay có thể làm thầy được và học để làm thầy được, và sau đó mình sẽ gửi đến các bạn về các phần hội nhảy ở trên nhà, diễn ra trên nhà, và sau đó là phần màn kết thúc của lễ cấp sắc của người Dao. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi video nhé. Không có đối thủ. Đang miệt số này. Đang không có mi lên lắm. Đang ế. Cho cháu rồi. Cháu trai tế phán lắm. Cháu này là gì đây? Cháu này là gì đây? Cháu này là gì đây? Cháu này có hết cài tùy với bán chung là tùy với bán về ngồi dịch vào cho nó nấu. Cân đồ lại không? Cháu sẽ có cái mũi ra đôi. Cô giáo là ai vậy? Cô cả mai sáng mua thứ sáng này. Cô này. Cô cho mua. 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 Đang đặt.
nó nắng nhìn nhá. Buồn là thấy quẩn thấy đầm đầm tháo man thế càng thấy đi đầm buồn thế làm ra thịt thế càng đầm khu nhì bắt phân ăn đây thì đầm đầm tháo man thế đầm buồn thế càng thấy thế đập bụng chắc đặt đây lúc lúc ăn vài vài hột vào đấy là tao đấy đó ai cái này được ai cái này được ta đổm cái này cái đặt mà rồi từ ngắm pump đi rồi từ ngắm phong đi là cũng đi đó là tao 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 đó là tao 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 chiến phá lên gì vậy? Ai chuẩn bông? Đi đâu này? Chậm này, chậm. Không mình tạt xuống, bò bò áo xuống thôi. Nè anh ơi, anh đào, anh đào, anh ơi bỏ xuống, bỏ ra đủ rồi. Bỏ đủ rồi, chắc muộn tối này. Chắc tìm gì này? Bỏ đủ rồi, chân. Đã chém chân rồi, sắp sáu. Nói, cái gì nói? Gì dám sáu? Chú chú lên cả. 600.000 một cân. Chú đang mài chú. Mài chú. Là không biết làm thế đến khi chết là tôi leo luôn. Cái này là đi theo cái này là cái băng nữa mà băng cả đời đây băng bên mời trẻ lắm đấy mời trẻ lắm đừng có cho mời cá thì đi chú đại cá thì chỉ dám mà tìm luôn nó lại tỏ thì muốn chó luôn đó. Pin này. Không cái là cái gì nào ổn chút phiêu. Cái bánh nào ổn chút phiêu. Đó cái bánh nào ổn chút phiêu. Tập phú đi, tập phú đi, tập phú đi, tập phú đi, tại tập phú đi, 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 đập bùn đi, bùn ra gì? Tập đi cô non, dàn điệp đi, đi bùn ra, bùn là thánh quan, là tập ba đi đây thì bùn thánh quan, quẹt dáng đồ niệm sao siêu, đồ niệm sao dầu, dáng gì, dáng gì, dầu 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 gì, tập phu đề tập đề tập phu làm nhà nhị đẹp tập quay công la phi côn non giang đẹp tập đi tập đi đây thì nguồn là thánh mà quy âm nguồn là thánh quan là quan quan đi nào thôi ăn rằng cho tất cả là chỉ rằng họ nồng cay cay bánh nhắn đòn nến đòn siêu đòn nến thấu dầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ยันเพิ่น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 ย
đấy.